3 ngày sau ca phẫu thuật, bé trai gần 4 tuổi này đã thoát khỏi cảnh phải cưa cánh tay trái trong niềm vui tột cùng của gia đình và các bác sĩ. Những hoạt động cầm nắm đồ chơi tưởng như rất bình thường, bây giờ có ý nghĩa rất lớn với bệnh nhi này. Bé trai có quê ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, bé phải nhập viện sau khi bị té cầu cá xuống ao. Rất may ao cạn, bé bò được vào bờ. Nhưng mặt trước trong tay trái của bé bị vật sắc bén cứa một vết thương sâu, mất máu rất nhiều. Nó bò ra ngoài cây cầu cá, nó rớt ở dưới mương, mai nó bò vô được thôi, nước nhiều là nó chết. Nó bò nó gên ở trong nhà sớm đó, ta thấy ta kêu cho hay cái ẩm vô ở bên trạm rồi về dưới bình tân xuống qua bên cấp cứu nói em bé bị nặng dữ lắm, nguy cơ nặng lắm, rồi đứt cái tay vô, đứt mấy mạch máu tay, rồi cái giò thì đứt tới xương luôn, thấy sợ run, sợ không biết cơ như thế nào. Sau khi được sơ cứu, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ và được chẩn đoán bị sốc mất máu nặng do đứt động mạch cánh tay trái và vết thương mặt trước ngoài cẳng chân trái, có nguy cơ rất cao phải cưa cánh tay. Nhận thấy đây là tình trạng bệnh nặng, nguy kịch, vượt khả năng chuyên môn nên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã phải kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện, đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cử ekip sang hỗ trợ phẫu thuật. Thì sau khi kết quả khoảng 20 phút, thì là với sự hỗ trợ của các đội ngũ bác sĩ ekip phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Trung ương đến cùng các ekip của Bệnh viện Nhi đồng đã tiến hành thực hiện một ca phẫu thuật nối động mạch cho trẻ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thì sau phẫu thuật thì 3 ngày, thì tới sáng hôm nay thì bé nó tỉnh táo, tay chân nó hồng và mạch quay bắt gõ và các chi nó vận được tốt. Và chính nhờ cái hệ xứng của đức lực, hệ thống báo động đỏ này mà hai bệnh viện chúng tôi đã cứu thành công một bé có nguy cơ bị đứt động mạch quay, có nguy cơ phải đoạn chi. Đây là một cái quy trình mà theo chúng tôi thì đây là quy trình rất cần thiết đối với những bệnh viện tuyến trên để hỗ trợ cho bệnh viện tuyến dưới. Trường hợp nếu em bé này không được cấp cứu kịp thời và thì hai nữa là bệnh nhân em bé sẽ bị mất đi một cánh tay và sẽ gây nên một sự tàn phế và gây nên một gánh nặng cho xã hội, và hơn nữa là em bé mới có 44 tháng tuổi. Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, quy trình báo động đỏ liên viện triển khai để huy động sự phối hợp hỗ trợ khẩn cấp giữa các bệnh viện với nhau trong nỗ lực cứu sống người bệnh nguy kịch. Đã có nhiều bệnh nhân ở đồng bằng sông Cửu Long được cứu sống nhờ quy trình này. Gần đây nhất, ngày 4 tháng 6, cũng ekip lồng ngực mạch máu của bệnh viện đã hỗ trợ phẫu thuật thành công một trường hợp vỡ túi phình động mạch chủ bụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.